Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày mới thật là bình yên. Xin phép các bạn mình chia sẻ câu chuyện sau đây rất là thương tâm, rất là đau lòng. Khi mà mình chia sẻ cho các bạn, trong lòng mình cũng cảm thấy là nhói đau vô bờ bến các bạn ơi. Đó là một cái thông tin sản phụ bị lũ cuốn trôi trên đường đi đẻ ở Thừa Thiên Huế. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10, tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to và lũ kéo về, các dòng sông ở Thừa Thiên Huế dâng cao, nhấn chìm nhiều nhà cửa, làng mạc cùng tài sản khác của người dân. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm ít nhất 5 người chết tại Thừa Thiên Huế. Ngoài ra có 53.385 nhà bị ngập lụt, hiện tại nhiều nơi vẫn đang ngập nặng và giao thông bị chia cắt. Khi mà một người sản phụ bị nước cuốn trôi đó các bạn ơi, rất là thương tâm. Được biết là chị Phượng và anh Minh cưới nhau đã được 10 năm và có hai cháu nhỏ còn đang đi học. Đứa lớn là con gái vào lớp 6, đứa nhỏ là con trai đang học cấp 1, còn một đứa thứ ba là đang trong bụng, đang chờ ngày sinh nở. Vợ chồng chị Phượng có hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Chị là công nhân may tại một công ty trên địa bàn huyện Phong Điền, còn anh Minh là một thợ hồ. Vợ chồng tích góp khó khăn vô cùng trong cuộc sống để lo cho hai đứa con nhỏ. Hai vợ chồng làm việc vất vả quần quật quanh năm suốt tháng nhưng cũng đủ cái ăn và nuôi con. Trong cái thời gian qua thì vợ chồng họ cũng tích góp nhưng mà chưa mua được nhà. Hiện tại họ vẫn đang ở nhờ nhà của ông bà ngoại. Ước mơ lớn nhất của đôi vợ chồng nghèo và cũng là ao ước của chị Phượng, họ dành dụm đủ tiền để mua một mảnh đất, dựng một căn nhà đủ để trú mưa nắng cho gia đình nhỏ. Được biết thông tin là chị Phượng và anh Minh có đứa con thứ ba thì chờ đến ngày sinh nở, tuy nhiên là không biết giới tính, vì anh chị quan điểm rằng là lộc trời cho nên chờ khi sinh mới biết giới tính. Thì theo thông tin nắm được là người phụ nữ được chồng đưa tới Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để sinh con. Tuy nhiên sau khi bác sĩ thăm khám, nói người này chưa sinh được, phải nằm viện để theo dõi. Sau đó người chồng đã chở vợ về nhà. Cho đến sáng ngày 12 tháng 10 năm 2020, người vợ đau bụng nên đã đưa trở lại bệnh viện. Trên đường đi thì gặp nạn, người vợ bị lũ nước cuốn trôi. Các bạn ơi, một câu chuyện xảy ra hết sức là thương tâm. Người chồng đứng trên bờ bất lực và gào thét một cách thảm thiết. Sau khi chị Phượng được chồng đưa tới bệnh viện thăm khám nhưng mà bác sĩ bảo là không có sinh được, thì có lẽ là các bạn biết là những người phụ nữ khi sinh đó các bạn, đôi khi chưa có chở dạ cho nên là không sinh được. Đôi khi đi đến bệnh viện là nằm vài ngày nhưng vẫn chưa sinh rồi lại quay trở về nhà. Thì trường hợp chị Phượng cũng giống như vậy, khi đi đến bệnh viện thăm khám thì bác sĩ bảo là chưa có dấu hiệu sinh, cho nên quay về nhà thì sáng hôm sau lại bị đau bụng cho nên chồng tiếp tục chở đi bệnh viện. Thì khoảng 7 giờ sáng ngày 12 tháng 10, sản phụ Phượng có dấu hiệu chuyển dạ. Anh Nguyễn Văn Minh là chồng của chị đã lái xe đưa vợ vượt lũ đi đến bệnh viện để sinh. Thì các bạn biết là trước khi sinh thì anh Minh đã gọi một chiếc taxi đến khu vực đường quốc lộ 1 gần nhà để chờ sẵn. Thì được biết là khoảng cách từ nhà sản phụ đến quốc lộ 1 chỉ cần một đoạn nửa cây số đã bị ngập trong nước lũ. Anh Minh đưa vợ đến đoạn đường ngập lụt thì dừng lại. Hai vợ chồng nhờ một người đánh cá gần đó đẩy qua đoạn đường ngập lụt. Thì trong lúc này các bạn biết là người chồng đó là anh Minh phát hiện để quên một số đồ đạc ở trong nhà, cho nên quay trở về để lấy một ít đồ đạc đó. Khi anh Minh nhờ người đánh cá đẩy ghe cùng với vợ mình ngồi trên chiếc thuyền và đẩy qua một cái đoạn đường qua bên kia. Lúc anh Minh vừa quay đi thì chiếc ghe chở sản phụ đã bị chồng trên và rồi lật úp. Chị Phượng bị rơi xuống nước, một cái dòng nước lũ chảy xiết. Người thanh niên đánh cá đẩy ghe mặc áo mưa không thể bơi tới cứu được. Thấy ghe chở chị Phượng lật úp thì người tài xế đứng bên đường đó là chiếc taxi mà chở chị Phượng để chuẩn bị đi đến bệnh viện đó các bạn. Thì người tài xế đã nhảy xuống là lao ra cứu, nhưng do nước lũ chảy mạnh quá, người tài xế trên tìm kiếm một đoạn rồi đuối sức đành quay lại vào bờ. Người chồng biết sự việc quay trở lại thì vợ đã bị nước cuốn trôi mất tích. Nghe tiếng kêu cứu, người dân ở gần đó đã hô hoán và thanh niên trong làng chạy ra huy động để tìm kiếm sản phụ. Tuy nhiên, trong cái thời gian đó thì sản phụ đã mất tích và không tìm thấy.
Anh Minh đứng trên bờ gào thét tuyệt vọng và van xin ông trời cho vợ tôi quay lại. Nhìn cảnh tượng ở trên bờ, mọi người không thể nào kìm được nước mắt. Mọi người lao ra tìm kiếm Thi, được biết là chiều cùng ngày, đầu giờ chiều thì thi thể chị Phượng đã được tìm thấy cách nơi chị Phượng bị tai nạn là khoảng 100 mét. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm và đưa xác chị lên bờ. Chiều ngày 12 tháng 10, nhiều người dân trong xóm đã đến nhà chị Phượng chia buồn cùng với gia đình sản phụ Hoàng Thị Phượng, 35 tuổi, ngụ xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Gia đình hiện đang tìm đơn vị có chuyên môn để thực hiện mổ lấy bé sơ sinh ra ngoài và làm thủ tục an táng cho hai mẹ con. Bà con cô bác đi đến đó chia buồn cùng với gia đình và không khỏi phải là đau lòng xót thương khi chứng kiến một người chồng thảm khốc bên thi thể của vợ con mình và hai đứa con của mình cũng ôm xác mẹ kêu gào thảm khốc. Tiếng khóc của người già, của trẻ con, của người đàn ông, của người phụ nữ vang lên trong từng góc nhà. Chiếc rạp che mưa tạm bợ được dựng lên trong gia đình nhỏ để tổ chức đám tang cho chị Phượng cùng em bé xấu số chưa kịp chào đời. Không khí tang thương trùm lên ngôi nhà nhỏ, nghe tiếng trẻ thơ khóc kêu gào thảm thiết bên xác mẹ. Căn nhà nhỏ ướt đầm trong mưa gió suốt nhiều ngày qua, nước lũ đã rút bớt, vẫn nằm ở sân nhà, mưa vẫn không ngớt. Khi mà chia sẻ cái bài này, mình không cầm được nước mắt các bạn ơi, thực sự là đau lòng. Khi mà đưa vợ đi sang sông thì một cái cảnh tượng mà nhìn vợ úp xuống dòng sông, nước lũ cuốn trôi. Các bạn ơi, khi chia sẻ câu chuyện này hết sức là đau lòng và tang thương luôn các bạn ơi. Phải nói là không có gì nỗi đau rằng một người chồng hoặc là người vợ khi mất đi người thân yêu của mình mà trước mắt mình là chứng kiến một cái cảnh tượng không thể nào mà cứu được. Khi đó anh Minh anh đứng trên bờ, anh gào thét và anh tuyệt vọng van xin. Và trong khi đó là lòng đau như cắt thì được biết là sau khi thông tin là mẹ mình đã qua đời cùng với đứa em của mình chưa kịp chào đời thì các con nhỏ cũng đủ lớn để nó hiểu rằng là cái nỗi đau đến mức độ nào. Khi mà mình chia sẻ ở đây, mình cảm thấy rất là nghẹn lòng các bạn ơi. Dù cho bạn là một người đàn ông, bạn là cứng rắn cỡ nào, khi mà bạn thấy những cái hoàn cảnh thương tâm như thế này, bạn cũng không thể cầm được nước mắt. Đôi khi con người ta có những cái tai nạn hết sức là nghiệt ngã. Trong cái đời sống vô thường, một cái khoảnh khắc nào đó thì người thân mất đi mãi mãi không bao giờ tìm lại được. Cũng như giống như là anh Minh, anh đứng trên bờ, anh gào thét kêu gọi mọi người và van xin trong tuyệt vọng. Nhưng mà một người vợ và đứa con chưa kịp chào đời đã lặng lẽ ra đi không một lời từ giã. Nỗi đau này chắc có lẽ theo anh đến suốt cả cuộc đời. Một cái tai nạn hết sức là thương tâm khi em bé chưa chào đời cùng với mẹ ruột của mình ngắm chìm trong nước lũ. Phải nói là miền Trung vô cùng khắc nghiệt, mỗi năm đều có là mưa bão, là lũ lụt, là làm cho nhà cửa hư hỏng và tài sản của người dân cũng vậy. Trong một lúc nào đó là sẽ bị hư hỏng và cuốn trôi, thậm chí nhà cửa cũng không còn, và ảnh hưởng cho tới là công ăn việc làm, ảnh hưởng cho tới tài sản, ảnh hưởng cho tới là sức khỏe, và đồng thời là chống chọi với lũ lụt hết sức là khắc nghiệt. Phải nói là nghẹn lòng các bạn ơi, không thể cầm được nước mắt. Khi mà các bạn là đàn ông hoặc là các bạn là phụ nữ, khi mà các bạn biết được cái thông tin và chia sẻ những cái hoàn cảnh, những cái tai nạn thương tâm như thế này, chắc có lẽ là các bạn cũng như mình, phải nói là nghẹn lòng các bạn. Các bạn có biết không, khi mà mình muốn chia sẻ cho các bạn những cái thông tin này đó, là trước đó mình đã khóc mấy lần rồi các bạn. Nhưng mà khi mà mẹ cùng con đi qua có một đoạn đường ngắn đó thôi, nhưng mà không có may mắn các bạn ơi, lũ cuốn trôi. Thật sự ra cái tai nạn thương tâm trong mùa nước lũ này không thể nào mà ngờ được. Còn những cái vụ khác cũng là bị tai nạn và chết trong mùa mưa bão hả các bạn. Ở Thừa Thiên Huế hiện nay đã chết 5 người rồi, nó cũng vì mưa bão, lũ cuốn trôi các bạn. Phải nói là em bé rất là thương tâm các bạn ơi. Giờ này thì gia đình cũng nhờ bên giới chuyên môn bác sĩ để mổ lấy em bé ra, để tách rời giữa mẹ và con, để là mai táng riêng cho hai mẹ con ha các bạn.
Thì các bạn biết á, trong cái lúc này anh Minh không thể nào mà tỉnh táo được, phải nói là nỗi đau cho tới là tận cùng. Rồi trong khi đó nhìn xác vợ và xác con và hai đứa con nhỏ nữa, có lẽ là anh Minh á, trong lúc này anh bị hoảng loạn á các bạn. Cho nên là trong lúc này bà con hàng xóm, tất cả những người gần xa ở nơi đó chia sẻ, đóng góp cho anh Minh, tại vì hoàn cảnh gia đình cũng là nghèo khó khăn. Rồi bây giờ gặp một cái tai nạn thương tâm, vợ con vẫn nằm đó, rồi hai cái xác hai bên, tất cả những gì bà con hàng xóm thương tình giúp đỡ. Chứ anh Minh bây giờ là anh không thể là ngồi được, không thể mà đứng được tỉnh táo để lo hậu sự cho chị Phượng và đứa con của mình. Các bạn biết không, khi chia sẻ cái bài này, mình cảm thấy trong lòng mình rất là nghẹn lại, hết sức là đau lòng các bạn ơi. Thì các bạn biết ra đời người cuộc sống vô thường lắm các bạn. Hôm nay thì chúng ta còn sống, chúng ta thở được giờ nào, ngày nào, phút nào, thì cái điều đó rất là quý. Còn những ngày mai, ngày mai kia nữa, thì mình đâu có biết được cuộc đời mình sẽ ra sao. Đôi khi những cái tai nạn hết sức là bất ngờ, giống như là trời giáng xuống vậy đó các bạn. Giờ này rất là tội nghiệp anh Minh đó các bạn ơi. Và hai đứa bé nhỏ, nó tuổi nó cũng lớn rồi, nó đủ hiểu cái nỗi đau trong lòng như thế nào rồi các bạn. Bé học lớp 6, còn bé kia thì học chắc lớp 1. Cho nên là đủ biết cái nỗi đau mà khi mất mẹ, mất người thân và mất đứa em của mình chưa kịp chào đời. Phải nói là một cái tai nạn hết sức là thương tâm. Mình cũng như các bạn hãy cầu chúc cho gia đình của chị Phượng, một em bé chưa kịp chào đời, và chị Phượng sớm được siêu thoát ha các bạn. Rồi xin phép các bạn mình dừng video ở đây. Một lần nữa mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau.